theo các chuyên gia nghiên cứu, lứa tuổi mầm non và tiểu học là mốc thời gian bắt đầu sự phát triển ngôn ngữ ở trẻ. Chắc hẳn không ít ba mẹ đang phải đau đầu vì không biết làm sao để trẻ cai nghiện TV, điện thoại, vân vân. Việc làm không những gây ảnh hưởng trực tiếp đến thị giác, xương cổ mà còn khiến các bạn kém tập trung, chậm phát triển trí não. Thay vào đó, các bạn nhỏ ơi, tại sao chúng ta lại không tiếp cận với sách truyền song ngữ, một trong những cách học tiếng Anh qua truyền cực kỳ tuyệt vời? Những cuốn sách tranh song ngữ này được kèm theo hình ảnh minh họa, sinh động và bắt mắt. Đồng thời, chúng còn giúp chúng ta mở rộng vốn từ thông qua các tình huống, các cuộc đối thoại tự nhiên giữa các nhân vật, được xem như một hình thức tắm ngôn ngữ hàng ngày. Vậy thì thử hỏi, cách sắp xếp thời gian của chúng ta đã hợp lý hay chưa? Bây giờ, hãy cùng mình tìm hiểu và khám phá về cuốn sách kỳ thú có thể phần nào giải quyết được vấn đề này nhé. Xin chào tất cả các bạn, chính là mình đây. Mình tên là Nguyễn Thị Hà An, hiện đang là học sinh lớp 5D, trường tiểu học Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Các bạn ạ, có người đã từng nói, cuộc đời mỗi người thay đổi theo hai cách, qua những người ta gặp và qua những cuốn sách người ta đọc. Quả thật vậy, sách trở thành kho tàng tri thức quý báu mà nhân loại truyền lại và giữ gìn. Mỗi trang sách mở ra, cả thế giới nở hoa, những quả ngọt đơm trái, hành trang trên đường dài. Đam mê của mình chính là đọc sách. Hôm nay các bạn hãy cùng mình ghé thăm thư viện trường mình nhé, đi thôi nào. Sách luôn là kho tàng tri thức quý báu của nhân loại, ngỡ như ta dành cả đời để khám phá cũng không thể đọc hết. Với mỗi tính cách sở thích riêng, mỗi người lại chọn cho mình một loại sách yêu thích. Riêng mình thích nhất là đọc sách truyền song ngữ, và cuốn sách mà mình tâm đắc nhất đó chính là cuốn Để học tính chăm chỉ, biết sắp xếp thời gian. Cuốn sách này nằm trong bộ sách song ngữ Anh Việt gồm 10 cuốn nhằm giáo dục cho chúng ta cả kỹ năng cần có trong cuộc sống. Cuốn sách này thuộc phòng chế tác Ống Phúc và dịch giả Ngọc Linh biên soạn, do nhà xuất bản Thanh Niên đồng hành cùng công ty thương mại Đinh Tỷ Book xuất bản và phát hành, được in theo khổ 19,6 x 20,5 cm, là một trong những cuốn sách nằm trong tủ sách người kể chuyện với mục đích nuôi dưỡng tâm hồn của trẻ từ 5 đến 12 tuổi. Mình mong muốn chia sẻ cuốn sách này tới các em, các bạn và các anh chị đang trong độ tuổi tiểu học và trung học. Thứ hai là quý phụ huynh, với niềm mong muốn bố mẹ đồng hành cùng các con thông qua bộ sách song ngữ này. Cuốn sách này gồm 30 trang được in với màu sắc sinh động và bắt mắt, vừa được in bằng đồng cứng với màu xanh dương làm chủ đạo. Chuyện xoay quanh hai nhân vật chính đó là hàng xóm của nhau. Tuy nhiên, bò vàng trong câu chuyện lại đã chơi xuống mùa hè. Bởi vì mùa hè nóng nực nên nó suốt ngày ngâm mình trong nước, chẳng chịu làm việc gì hết. Ngược lại, trâu xanh là hàng xóm của bò vàng lại vô cùng chăm chỉ, tích cực chuẩn bị lương thực cho mùa đông giá lạnh. Là một cái mùa đông đã đến, trâu xanh thu hoạch được rất nhiều lương thực và cất trong nhà. Trong khi đó, bò vàng mới bắt đầu trồng trọt. Nhưng mặt đất toàn là băng tuyết, làm sao mà trồng trọt được đây? Câu chuyện này không những thú vị, còn giúp cho chúng ta hiểu được rằng chăm chỉ là điều đầu tiên để xây dựng nên thói quen đúng đắn. Nếu như chăm chỉ quá muộn như chú bò vàng trong câu chuyện thì có thành công hay không?
Điều đấy đồng nghĩa với việc để sắp xếp thời gian như châu vàng là điều cần thiết. Một người làm được gì cũng đi đầu, sẽ mất rất nhiều cơ hội học hỏi và thành công. Một người biết sắp xếp thời gian, dù gặp trắc trở cũng có thể vượt qua. Sau khi kết thúc câu chuyện này, cuốn sách còn thực hiện dành riêng đôi lời cho bố mẹ và phụ huynh. Đây là những ý nghĩa sâu sắc rút ra từ câu chuyện và mong muốn bố mẹ có thể phần nào đồng hành và song hành cùng cả con trên chặng đường học tập và sống ý nghĩa. Bố mẹ nên thông qua câu chuyện này và nói với trẻ rằng, trong cuộc sống hàng ngày nếu sống bằng thái độ ỷ lại và lười biếng, chẳng mấy chốc sẽ phải nếm vị đắng như bò vàng. Vậy chúng ta hãy lấy trong sáng làm tấm gương, chịu thương chịu khó, chăm chỉ siêng năng làm việc, biết sắp xếp và quản lý thời gian một cách hợp lý, xây dựng thái độ sống đúng đắn. Điều mà mình thích nhất trong cuốn sách này đó chính là biên giới hình thức song ngữ. Mỗi trang thiết kế 2 đến 3 câu tiếng Anh ngắn gọn ở bên trên. Mình cảm thấy rất may mắn khi được tiếp xúc với cuốn sách bằng cả hai ngôn ngữ này. Điều này có thể giúp chúng ta đọc đi đọc lại bằng bất cứ ngôn ngữ nào mà mình yêu thích. Cả cách diễn đạt và cả cấu trúc của mình được sử dụng thường xuyên đều đặn cả tiếng Việt và tiếng Anh. Điều này giúp chúng ta có thể nuôi dưỡng năng lực tiếng mẹ đẻ vững chắc, đồng thời tiếp thu thêm ngôn ngữ thứ hai một cách dễ dàng. Các bạn có biết không, cứ đến giờ đọc sách, mình lại chuẩn bị thêm một cuốn sổ nhỏ bên cạnh để ghi chép các mẫu câu hoặc từ vựng mà mình hay quên. Vốn dĩ mình có thói quen như vậy là nhờ cuốn sách song ngữ này đấy. Ở phía dưới mỗi trang sẽ có cả từ vựng thường xuất hiện trên bài, đặc biệt có kèm theo cách phát âm và ngữ tiếng Việt. Chúng ta không cần tra cách phát âm chuẩn cũng như hiểu được từng ngữ cảnh của từng từ nữa đấy. Wow, quả thật khi khám phá cuốn sách này, vốn từ vựng của mình đã tăng lên cao. Ở trên lớp mình còn được cô giáo khen là phát âm hay và chuẩn hơn nữa đó. Các bạn à, mỗi cuốn sách mở ra cả thế giới đầy từ ngữ và hình ảnh, đem đến cho chúng ta những trải nghiệm về thế giới bên ngoài gia đình. Từ đó khơi gợi sự tò mò, tính sáng tạo và trí tưởng tượng của chúng mình. Chính vì niềm đam mê yêu thích cuốn sách này đã thôi thúc mình tìm hiểu thêm những cuốn sách khác. Và bây giờ, trong tay mình đã có 10 cuốn sách rất hay và ý nghĩa để có thể chia sẻ cho bạn bè của mình. Chúng ta có thể vừa đọc truyện vừa có thể học tiếng Anh. Thật tuyệt vời phải không nào? Mình đã nghe ai đó đã từng nói, sách tranh có sức mạnh tuyệt vời, biến trẻ nhỏ từ những người nghe thành người đọc, từ người đọc thành người viết. Quả thật đúng như vậy, những cuốn sách tranh đã kích thích chúng mình tư duy bằng các hình ảnh, các từ ngữ cơ văn. Trong những giờ học thư viện, những giờ giải lao hay cuối các buổi học, chúng mình thường cùng nhau vui vẻ, chia sẻ cho nhau những bài học ý nghĩa rút ra từ câu chuyện. Chúng mình đã tự học tiếng Anh từ đó. Ở nhà, mẹ mình thường dùng cuốn sách này để kiểm tra xem mình đã học được những gì từ câu chuyện trên. Mình kể cho mẹ những bài học ý nghĩa và còn kể lại chúng bằng tiếng Anh. Cả mẹ và em gái mình rất thích. Trước khi đi ngủ, cứ mỗi đêm mình lại kể cho em gái mình nghe một câu chuyện. Em gái mình rất hào hứng. Và mình đã giúp em đọc thử sức đọc chúng bằng cả hai ngôn ngữ. Sau khi đọc xong cuốn sách này, mình thường lập ra cả kế hoạch cần làm. Đặc biệt, trong mùa hè, mình thấy cuốn sách này hữu ích hơn bao nhiêu. Nó giúp cho chúng ta để sắp xếp thời gian và chăm chỉ làm kế hoạch một cách thành công nhất. Bạn có thể tìm gặp ấn phẩm này tại góc sách truyện tranh trường tiểu học Kỳ Phương. Ngoài giờ học, các bạn có thể đến mượn đọc thường xuyên cả bạn nhé. Mình tin chắc rằng cuốn sách này sẽ mang lại cho bạn đọc trọn vẹn những bài học ý nghĩa nhất, từ đó duy trì thói quen học tiếng Anh mỗi ngày. Cuối cùng, em xin cảm ơn Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch và Bộ Thư viện đã tổ chức cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến qua kênh YouTube Sách và Trí tuệ Việt cho chúng em thông qua cả video dự thi nhằm mục đích tuyên truyền quảng bá hoạt động khuyến đọc khuyến khích học tập suốt đời trên phạm vi quốc gia và góp phần xây dựng hệ giá trị văn hóa chuẩn mực con người Việt Nam. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe phần giới thiệu sách của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.